lạnh là vật dụng thiết yếu với nhiều gia đình, trong đó các thực phẩm được trữ đông lạnh thường là những thực phẩm tươi sống. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu trữ đông không đúng cách, có thể bị biến thành chất độc gây nguy hại cho sức khỏe. Nhất là về mùa nóng, nên nhiệt độ khiến thực phẩm dễ bị ôi thiêu là điều kiện thuận lợi cho các vi sinh vật có trong thực phẩm phát triển mạnh, là tác nhân gây ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Chưa kể đến, nhiều người có thói quen để nguyên thức ăn thừa vào trong tủ lạnh mà không đậy lại, và việc này đã vô tình dẫn đến nhiều tác động tiêu cực cho sức khỏe. Bởi lẽ, việc không đậy nắp thức ăn chính là một nguồn cơ gây nên các bệnh về đường tiêu hóa. Ngoài ra, số thức ăn đó sẽ dễ dàng nhiễm các vi khuẩn ký sinh lan từ các loại thực phẩm với nhau, gây nhiều bệnh nguy hiểm. Đồng thời, nếu không được đậy kín, hơi thức ăn bốc lên gây mùi khó chịu khắp tủ lạnh. Vâng, thưa các bạn, hiện nay thì tủ lạnh đang là một trong những vật dụng rất là thiết yếu và đại đa số các gia đình đều có những chiếc tủ lạnh để bảo quản cái thực phẩm của mình. Tuy nhiên là bảo quản thực phẩm thế nào cho đúng cách và đặc biệt là bảo quản thực phẩm thế nào để an toàn cho sức khỏe, giữ được hầu hết những cái chất dinh dưỡng có trong thực phẩm thì là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm. Và đặc biệt là trên thực tế hiện nay thì không phải ai cũng có những kiến thức trong việc mà chúng ta phải bảo quản thực phẩm ở trong tủ lạnh như thế nào. Và ngày hôm nay để hiểu rõ hơn về việc là chúng ta phải bảo quản thực phẩm như thế nào cho an toàn và tốt sức khỏe thì tôi sẽ có cuộc trao đổi với bác sĩ Mai Hương, là một trong những bác sĩ công tác tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Vâng, thưa bác sĩ, như tôi vừa nhắc đến trong phần đầu của chương trình thì tủ lạnh đang là một cái vật dụng rất là phổ biến. Tuy nhiên là nhiều người đang có quan niệm rằng là chỉ cần để thức ăn vào tủ lạnh thì đã là an toàn rồi. Không biết là bác sĩ nghĩ sao về quan niệm này ạ? Thực ra thì thế này ạ, cái vấn đề là bảo quản thực phẩm ý, thì nó rất là quan trọng. Và cái tủ lạnh, cái phát minh ra tủ lạnh nó là một cái bước tiến rất là lớn trong quá trình bảo quản thực phẩm. Nó giúp cho chúng ta là có một cái thực phẩm tươi, thực phẩm có đảm giữ được chất lượng và cũng là an toàn hơn so với các cái phương pháp bảo quản khác. Thì với rất là nhiều người thì chúng tôi cũng chia sẻ là mọi người đều đưa thực phẩm vào trong tủ lạnh và nghĩ rằng là nó thế như thế là đã an toàn rồi. Tuy nhiên thì cũng xin lưu ý thêm với chị và các bạn rằng là khi mà chúng ta đưa thực phẩm vào trong tủ lạnh ấy, thì cái vấn đề an toàn đấy nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều về cái điều kiện vệ sinh và cái thời gian bảo quản của thực phẩm ở trong tủ lạnh. Nói như vậy bởi vì thế này ạ, cái ngăn đá trong tủ lạnh thì chỉ có cái ngăn đông đá là cái nhiệt độ nó thấp ở điểm đông băng thì có thể ức chế được rất là nhiều hầu hết các loại vi khuẩn. Tuy nhiên ở cái ngăn dưới khi mà nhiệt độ nó khoảng dưới 6 độ đấy ạ thì cũng ức chế được phần lớn các loại vi khuẩn. Tuy nhiên thì vẫn còn một số loại vi khuẩn khác một cách tự nhiên vẫn có thể phát triển được như là Clostridium botulinum hoặc là Listeria chẳng hạn. Thế thì bản thân nó có thể phát triển được nếu nó có sẵn trong thực phẩm, thì với cái điều kiện đấy vi khuẩn vẫn tiếp tục phát triển và đến một cái số lượng nào đó thì sẽ gây ngộ độc thực phẩm khi mà chúng ta sử dụng các loại thực phẩm được lưu trữ. Bên cạnh đó thì rõ ràng là cái tủ lạnh thì chúng ta để rất là nhiều loại thực phẩm và cũng rất là nhiều bà nội trợ thì có thể là quá vội hoặc là chưa có cái điều kiện để có thể sơ chế để rửa các cái thực phẩm khi chúng ta mua ngoài chợ về, thì cái thực phẩm đấy nó vẫn còn rất là nhiều cái chất bẩn, và cái chất bẩn này khi chúng ta để vào trong tủ lạnh thì nó sẽ phát nhân lên rất là nhiều và lây lan giữa các cái thực phẩm khác nhau, và lúc đó thì lượng vi khuẩn ở trong tủ lạnh có thể là cao hơn rất là nhiều như cho chúng ta suy nghĩ. Và từ cái nguồn này vi khuẩn sẽ lan vào các cái món thực phẩm, các cái món ăn mà chúng ta không che đậy, chúng ta để tiếp xúc giữa thực phẩm sống và thực phẩm chín, hoặc là khi mà chúng ta để các cái loại thịt mà chúng ta cũng muốn sử dụng, loại thịt như thịt gia súc, gia cầm hoặc loại cá hoặc hải sản chẳng hạn lên cái ngăn phía trên ấy, thì cái nước gì từ các cái sản phẩm này nó sẽ lan ra cái khay mà chúng ta để thực phẩm trong tủ lạnh, hoặc là thậm chí trong một số trường hợp là nó có thể nhỏ trực tiếp xuống các cái giá ở dưới khi mà đưa mà chúng ta để những loại như hoa quả, như là rau chẳng hạn. Thì nếu nó lan ra khay thì khi chúng ta để các loại thực phẩm khác vào mà không có cái vệ sinh phù hợp thì đấy sẽ là cái nguồn nhiễm các loại vi khuẩn từ các cái thực phẩm bẩn lúc trước sang cái thực phẩm mà chúng ta lưu trữ tiếp trong tủ lạnh, và đồng thời khi mà nó nhỏ xuống các loại rau hoặc hoa quả thì đấy cũng là một cái nguồn ô nhiễm. Trong tủ lạnh thì còn một thứ nữa mà chúng ta hay giữ nhưng mà có lẽ là cũng chưa lưu tâm nhiều, đó là trứng ạ. Các anh chị biết là trứng thì nó là cái nguồn rất là lớn là lây nhiễm các cái loại vi khuẩn gây bệnh, đặc biệt là Salmonella, do quá trình mà có thể là chưa đảm bảo vệ sinh khi mà người ta thu trứng.
Thế thì cái salmonella này cho vào tủ lạnh ở cái cánh tủ, với cánh tủ thì cái nhiệt độ của nó lại còn thấp hơn so với cái gian giàn mát ở trong, cho nên là cái vấn đề ức chế hoàn toàn của cái vi khuẩn này thì có thể là không đạt được 100% như chúng ta mong muốn. Và từ cái nguồn này thì salmonella lại cũng có thể tiếp tục lây chéo vào các cái thực phẩm khác mà chúng ta lưu trữ trong tủ lạnh. Và một điểm nữa là ngoài cái việc là chúng ta phải vệ sinh hoặc là giữ đảm bảo là sơ chế, loại bỏ các phần bẩn của thực phẩm và sắp xếp thực phẩm cho nó phù hợp với các cái bao gói, thì có một điểm đấy là khi mà chúng ta để quá nhiều thực phẩm thì cái đối lưu của dòng không khí lạnh ở trong tủ nó sẽ không được đảm bảo như là cái thiết kế công suất của tủ lạnh, nên cái nhiệt độ của nó sẽ cao hơn cái mức mà mong muốn. Ví dụ như chúng ta mong muốn nó là từ 4 đến 6 độ thì nhiệt độ đấy có thể lên đến 8 đến 10 độ, và cái việc gia tăng nhiệt độ này thì lại giảm đi cái khả năng ức chế sự phát triển của loại vi khuẩn của tủ lạnh, mà chứ chúng ta cái công năng của tủ lạnh như chúng ta mong muốn. Ngoài cái thói quen trên thì có một cái thói quen mà tôi nghĩ là bây giờ thì rất nhiều gia đình ở thành phố đang áp dụng, đó là chúng ta sẽ mua những cái thực phẩm mà được cho là sạch ở các vùng quê và sau đó thì bảo quản rất là lâu trong tủ lạnh, và thậm chí là tôi biết được nhiều gia đình còn có thể là mua chung với nhau mổ một con lợn rất là to và để những cái thực phẩm ở trong tủ lạnh như thế đến cả vài tháng. Thì không biết là với những cái cách bảo quản là để thực phẩm lâu ngày trong cái tủ đá như thế thì có ảnh hưởng đến chất dinh dưỡng cũng như là nó còn đảm bảo an toàn không thưa bác sĩ? Thế thì cái bảo quản chính tại hộ gia đình thì là bảo quản ở ngăn đá, và cái nhiệt độ ở ngăn đá đấy thì nó thường là chỉ khoảng dưới 0 đến âm 5 độ chứ không được đạt xuống đến âm 18 độ. Thế thì cái vấn đề nhiệt độ từ 0 đến âm 15, âm 5 độ cũng là nhiệt độ tốt để bảo quản thực phẩm rồi. Thế nhưng mà như là tôi đã nói ở trên, cái thời hạn bảo quản thực phẩm nó được bao nhiêu lâu thì nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái tình trạng thực phẩm khi mà chúng ta bắt đầu cấp đông. Nếu như cái thực phẩm đấy nó đã ô nhiễm rồi, cái quá trình phân hủy, cái quá trình biến chất nó đã có, thì tiếp tục trong cái quá trình chịu đông đấy, tiếp tục cái quá trình phân hủy, cái quá trình biến chất nó vẫn tiếp tục xảy ra, chứ nó không dừng được ạ. Ví dụ như là có các cái nghiên cứu mà họ đã chỉ ra rằng là thịt chẳng hạn ạ, khi mà chúng ta cấp đông ở cái nhiệt độ băng khoảng dưới 0 độ đấy rồi ạ, thì thực tế là sau khoảng 2 tuần thì cái hàm lượng protein đã giảm từ 18% xuống 16% xuống 8%. Hoặc là nếu như mà nhiệt độ mà tăng lên đến 8 độ chẳng hạn thì cái hàm lượng protein có giảm từ 10, chỉ trong khoảng 4-5 ngày thôi thì hàm lượng protein nó đã giảm một nửa, tương tự như vậy. Thế hoặc là không chỉ protein, các cái chất béo, các cái lipid trong các cái sản phẩm động vật chẳng hạn thì sau khoảng cấp đông mà chỉ giữ trong khoảng 2 tuần thì đã phát hiện ra là có cái chỉ số peroxid, tức là một cái chỉ số để đánh giá ôi khét, là khi mà chất béo bị oxy hóa. Và sau một tháng cấp đông thì là cái hàm lượng chất béo đấy nó đã cao vượt ngưỡng được phép sử dụng cho người. Tức là trong kể cả trong các ngăn đông như thế thì cái quá trình biến chất của thực phẩm nó đã giảm, đã xảy ra rất là nhiều rồi. Và đặc biệt ấy, là với một số các loại vitamin thì cái việc mất mát vitamin thì rất là rõ ràng trong thời gian bảo quản. Tôi được biết là với những cái chiếc tủ lạnh mà để đảm bảo cái yêu cầu về bảo quản thực phẩm ở bên ngăn đá thì sẽ là cái yêu cầu đối với những cái sản phẩm thực phẩm tươi sống thì sẽ là âm 18 độ. Thì không biết là với những cái loại sản phẩm như là thịt cá mà chúng ta bảo quản ở âm 18 độ trong tủ lạnh như thế, trong thời gian nhiều ngày như thế thì liệu là có đảm bảo được chất dinh dưỡng và có cái nguy cơ nào về sức khỏe không thưa bác sĩ? Vâng. Thực ra ấy, thì cái bảo quản được ở âm 18 độ thì là cái điều kiện bảo quản rất là tốt, tối ưu, không chỉ áp dụng với cái thực phẩm mà thực ra là rất là nhiều các cái nhà chế biến sản thực phẩm thì họ cũng bảo quản ở cái nhiệt độ đấy. Cái nhiệt độ ở âm 18 độ thì có thể giữ được các loại thực phẩm kéo dài thời gian sử dụng, thậm chí đến hàng năm, thì đấy là một điểm rất là tốt. Tuy nhiên ấy, thì trong các cái tài liệu mà chúng ta, các cái tài liệu gọi là kinh điển về vi sinh vật thực phẩm, thì vấn đề bảo quản thực phẩm mà dài đến mức độ hàng năm như thế trong tủ đá âm 18 độ trở xuống thì nó thường kèm theo một số điều kiện, đấy là nó sẽ không có quá trình tái nhiễm tiếp trong quá trình bảo quản. Có nghĩa là cái thực phẩm nếu mà giết mổ với các nước ở tiên tiến thì cái giết mổ công nghiệp sau đó thì họ hạ nhiệt độ ngay và họ bảo quản ngay đến âm 18 độ, và cái bao gói của họ cũng rất là tốt. Thì đấy là một trong các cái điều kiện tiên quyết để có thể duy trì cái thời gian bảo quản tới hàng tháng, như là các chị có thể nhìn thấy, có thể đọc được ở rất là nhiều các cái tài liệu. Thế còn quay ngược lại với điều kiện mà tại hộ gia đình của Việt Nam thì không phải hộ gia đình nào hoặc nhiều hộ gia đình có sẵn sàng cái tủ lạnh âm 18 đấy, chỉ có một số rất là ít thôi. Chúng ta mua được các loại thực phẩm mà chúng ta thấy là tươi sạch ở và tích trữ để sử dụng trong một thời gian dài thì cũng không nên là đưa ra một cái thời gian quá dài như thế, mà thường chỉ sử dụng trong khoảng 1-2 tuần chẳng hạn, thì có lẽ là cái thời gian đó thì nó cũng còn duy trì được một cái hàm lượng dinh dưỡng cũng như cái tính an toàn của thực phẩm tạo
để có thể sử dụng cho người bây giờ. Như bác sĩ vừa nói thì có thể thấy là dù là chúng ta bảo quản ở trong cái nhiệt độ đạt yêu cầu nhưng mà thực phẩm vẫn dẫn mất, vẫn là có thể mất chất dinh dưỡng đúng không ạ? Tuy nhiên là nhiều người cũng có quan niệm cho rằng là như thế này, chúng ta thà ăn một cái thực phẩm mà bị bớt một chút dinh dưỡng còn hơn là sử dụng những cái thực phẩm tươi sống hàng ngày được bán ở các chợ ngay ở thành phố này, bởi vì những cái thực phẩm đấy thì có thể là có nguy cơ có thuốc trừ sâu, hóa chất bảo vệ thực vật. Thì không biết là quan niệm của bác sĩ về vấn đề này như thế nào ạ? Rất là nhiều người đang có những cái lập luận và có những cái đang phản biện giữa hai cái vấn đề dinh dưỡng hay là an toàn. Và bản thân các cái tổ chức dinh dưỡng ấy, bây giờ cái người ta cũng đưa ra là một cái sự cân đối giữa vấn đề dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Thế thì quay ngược lại câu hỏi của bạn, thì nếu như chúng ta đảm bảo rằng là cái vấn đề cái thực phẩm đấy thật sự tươi, thực sự sạch, thì có lẽ là đấy cũng sẽ là có sự lựa chọn của một số người. Thế và một số người khác thì cũng lại quan tâm đến cái vấn đề dinh dưỡng. Thế thì cái vấn đề dinh dưỡng đấy thì chúng ta cũng có thể bổ sung bằng thêm các nguồn khác, ví dụ như là các cái chương trình bổ sung vi chất chẳng hạn, hoặc là các cái chất khác. Thế thì cái đấy nó sẽ tùy thuộc rất là nhiều vào cái suy nghĩ và cái cách bảo quản, cũng như là cái khả năng tiếp cận các cái nguồn thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn của từng bà nội trợ. Vâng, vậy thì với những cái kinh nghiệm của mình thì bác sĩ có thể có một cái khuyến cáo đến khán giả là chúng ta làm thế nào để có thể là bảo quản thực phẩm ở trong tủ lạnh cho đúng cách và giữ được cái chất dinh dưỡng và an toàn sức khỏe ạ? Thì với các cái sản phẩm mà bảo quản trong tủ lạnh ạ, thì cả về với cả ngăn đông đá và ngăn mát thì cái việc bảo quản tủ lạnh sẽ cần lưu ý là chúng ta cần phân loại, tức là các loại thực phẩm khi mua về thì cần được sơ chế, sau khi sơ chế vứt đi các cái phần không sử dụng, các cái phần bẩn, loại bỏ các cái phần bẩn, thì thực phẩm thì nên được chia nhỏ vào các cái túi kín và được bao gói cẩn thận theo các cái định lượng phần ăn theo từng bữa. Trong trường hợp mà chúng ta chưa sử dụng ngay mà cần phải sử dụng, đưa nó vào ngăn đông ấy, thì các cái bao gói này thì cần được bao kín. Cái vấn đề việc bao kín này thì nó giúp cho là tránh ô nhiễm các cái nguồn vi sinh vật từ ngoài vào, và đồng thời thì cũng đảm bảo là giữ được cái ẩm cho thực phẩm nó tươi ngon và duy trì được cái độ thời hạn sử dụng. Thế và sau đó thì với cái việc sắp xếp trong các ngăn tủ lạnh thì cũng phân loại ra là các cái loại thực phẩm mà lâu dài chưa sử dụng ngay thì lưu trữ trong ngăn đá, các cái thực phẩm mà có thể sử dụng ngay trong ngày hôm sau hoặc là trong ngày hoặc trong ngày hôm sau thôi thì chúng ta phải đưa xuống các cái ngăn mát trong tủ lạnh. Và các cái ngăn mát này thì vẫn phải sử dụng và có cái khoảng không giữa các cái khối thực phẩm để cái lượng không khí nó đối lưu và để cho cái nhiệt độ của cái ngăn mát tủ lạnh nó đảm bảo là khoảng dưới 6 độ, thì lúc đấy thì cái tác dụng kìm khuẩn nó mới có hiệu quả. Và một cái nữa đó là cái vấn đề vệ sinh của tủ lạnh thì thường xuyên là phải được cân nhắc, ví dụ như hàng tuần thì có lau rửa các cái ngăn, đặc biệt là các cái giá, bởi vì hiện tại các cái giá được trong tủ lạnh thì thường là giá kín, cho nên là khi mà đọng lại các cái nước hoặc các cái dịch hoặc cây bẩn thì nó sẽ lưu trữ ở đấy, và ngày này qua ngày khác thì nó sẽ là một cái nguồn để tích lũy các cái ô nhiễm ngược trở lại với các cái thực phẩm mà chúng ta đang lưu giữ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ.